Lạnh sống lưng mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc bị bắt cóc ở trời Tây, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết trải lòng, đó là một chuyến đi bão táp tưởng như sắp chết. Được mệnh danh là cải lương chi bảo, đồng thời là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam tại Hai viện Hàn lâm Anh Quốc và Bulgaria, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết luôn được khán giả mến mộ bởi tài năng, lối sống thanh bạch của mình. Chính vì điều đó, dù trải qua hàng chục năm, cô vẫn rất được khán giả yêu thích và quan tâm. Mới đây, trong chương trình Lần đầu tôi kể, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã khiến khán giả chú ý bởi một câu chuyện đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài. Năm 1984, nghệ sĩ Bạch Tuyết cùng các nghệ sĩ lừng danh thời điểm ấy của làng cải lương như Lệ Thủy, Thanh Tòng, Ngọc Dầu đã cùng nhau tham gia biểu diễn ở châu Âu. Trong tour diễn này, Bạch Tuyết gặp một việc khiến cô vô cùng bàng hoàng. Theo lời nữ nghệ sĩ, lúc đó bà và các đồng nghiệp trong lúc đi xe ra thì bị một toán người xông ra với ý định bắt cóc. Ngay lúc ấy, nghệ sĩ Bạch Tuyết cùng nghệ sĩ Ngọc Dầu, Lệ Thủy vội vàng trốn đi. Nhưng Minh Vương bị tóm lại, nhưng may mắn nam nghệ sĩ có thể vùng chạy trốn. Tuy nhiên Bạch Tuyết lại không may mắn như vậy, cô bị bọn bắt cóc bắt được và đi lên xe. Suốt chặng đường đi, bà không ngừng dùng giọng hát của mình để cầu xin đám người bắt cóc, nhưng chẳng mảy may đã động được đám người. Ngay sau đó, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết nhanh trí ngỏ lời đi vào phòng vệ sinh, bà liên tục làm phiền khiến bọn bắt cóc phải theo. Nhưng lúc bọn chúng không để ý, nữ nghệ sĩ đã vội vàng bỏ chạy, vừa may trên đoạn đường gặp được một công nhân và được họ giúp đỡ. Trên đường đi, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ngỏ ý ghé một quán nước ở ngã tư đường. Bà đi thẳng vô nhà vệ sinh, sau khi trở ra, thấy bọn bắt cóc không để ý, nữ nghệ sĩ bất ngờ bỏ chạy. Tôi cứ thấy ngã tư là quẹo, chờ tới khi ngừng lại thì không thấy ai đuổi theo. Vừa chạy tôi thấy một chiếc xe nên chặn lại, đó là một công nhân trẻ đang làm ca đêm. Tôi mới nói bằng tiếng Anh rằng mình đang bị bắt cóc và đưa thông tin khách sạn nhờ đưa về giùm, cô cho hay. Mặc dù gặp vấn đề không may trên đường lưu diễn khiến cô đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, thế nhưng nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chia sẻ thêm. Đó là một chuyến đi bão táp, nhưng tôi rất muốn đi và được quay lại thì vẫn đi. Chuyến đi đó không thể có trong cuộc đời tôi. Lúc đó tôi hốt hoảng, kinh hoàng, tưởng như sắp chết, nhưng cũng có lúc vinh quang không thể tưởng tượng được. Đặc biệt khi tôi tới Paris, mọi người đón chào tôi rất nhiệt liệt. Bà con mình bên đó gặp ai, tôi cũng ôm hôn rồi khóc, bảo chúng tôi thương bạn vô cùng, bạn đã chiến đấu trước anh dũng. Tôi không biết mình chiến đấu cái gì, chỉ biết rằng mình phải đi và phải trở về. Nếu không về tôi không gặp được gia đình, con cái, như thế thì khổ lắm, con tôi ngày đó vẫn còn nhỏ.